Hàng chục trinh sát công an huyện Nhà Bè, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 công an thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ tập kích đồng loạt 3 điểm nằm gần kho A, kho B và kho C thuộc tổng kho xăng dầu Nhà Bè, bắt quả tang 3 xe bồn cùng nhiều đối tượng đang có hành vi rút ruột xăng dầu với quy mô lớn, tạm giữ nhiều đối tượng cùng tang vật. Qua quá trình đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng thu mua xăng khai nhận sau khi rút ruột xăng dầu sẽ trả cho tài xế từ 240.000 đồng một can 30 lít xăng ZA1 và 380.000 đồng đối với xăng A92. Sau đó các đối tượng này đem bán cho các chân rết để kiếm lời từ 30 đến 50.000 đồng một can. Hiện các đối tượng cùng tang vật được chuyển giao cho công an huyện Nhà Bè tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.